Trung Yên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Các quý vị cũng biết rằng là sau khi cái chiếc cái cầu bắt từ đảo Crimea đến đất liền của Ukraine, một cái cầu dài nhất ở tại châu Âu với cái đường dài là 19 cây số. Khi nó bị nổ, nổ hay bị bắn hiện bây giờ vẫn chưa xác định được vì hiện bây giờ vẫn còn tranh cãi của chú anh chị em. các vị cũng biết là cái cầu á thì theo chúng ta nhìn theo một cái đoạn video mà do nghe chiếu lên thì là do một chiếc xe, một chiếc xe đã nổ đã làm tổn thất cây cầu đảo Crimea và đã làm chấn động qua những bản tin gần đây mà nguyên và nhiều người anh chị em khác hay là báo chí trên thế giới đã chia sẻ. nhưng mà nó có những cái phía cảnh khác hiện bây giờ vẫn chưa xác định là đây là do hòa tiễn bắn vào hay là do sự sắp đặt bằng xe hơi nổ thì cái việc này nó làm cho nga đã bị nguyên nói thật một câu là mắc mặt vì cái cây cầu là cái lằn ganh đỏ mà nga đã từng lên tiếng rất là nhiều lần nga đã từng lên tiếng rằng là nếu cây cầu này bị tổn thương thì nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân và sự lời đe dọa của nga không phải là một lần về cái vấn đề này khi cái vấn đề mà nêu lên là phải tiêu hủy cây cầu mà chính bản thân của nguyên đã từng tâm tình rằng nếu nguyên là tướng lãnh chỉ huy của Ukraine, nguyên sẽ là người tiêu hủy cái cầu này đã từ lâu. Cái cầu này là phải tiêu hủy từ lâu, cái cầu Crimea là phải tiêu hủy từ lâu chứ không phải đến ngày hôm nay. Vì ngày nào còn cái cầu thì là cái ngày đó Nga lực lượng quân đội của Nga sẽ còn có tiếp tế. Ngày nào còn cái cầu thì cái cuộc mà phản công ở tại miền Nam sẽ vô cùng khó khăn. Lực lượng quân đội Ukraine sẽ tổn thất nặng nề vì đảo Crimea là cái nơi cung cấp lương thực, dầu hóa, vũ khí và binh sĩ. Tiêu hủy cây cầu có nghĩa là chặn cái con đường tiếp tế, chặn cái con đường lương thực bao tử của binh sĩ. Không có cái gì tốt hơn cả. Nhưng bởi vì cái sự do dự của Uy Khanh, bởi vì cái sự lo lắng của Uy Khanh, vì sợ rằng đây là cái lằn ganh đỏ. Nếu chúng ta vượt qua cái lằn ganh đỏ, thì cái hậu quả mà chúng ta phải hứng chịu rất là nặng nề và sự do dự đó nó dẫn đến 8 tháng thì cô chú anh chị em cũng biết việc đã làm thì Putin ngày hôm qua đã họp khẩn cấp Putin đã kêu gọi tất cả tướng lãnh chỉ huy của mình và bộ chánh trị nội cốt của mình để họp ở trong điện Kremlin và ông ta đưa ra một cái quyết định sau đây ông ta cáo buộc rằng hành vi nổ cây cầu đó là hành vi sắp đặt của phía bên tình báo đặc nhiệm của Ukraine là một hành vi khủng bố và Ukraine phải trả giá với cái hành vi này và cái hành vi này nếu được sự hỗ trợ của phương Tây đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh Quốc thì ép Nga đến đường cùng thì Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân sau đó thì các quý vị cũng biết Nga đã tấn công trong vòng 24 tiếng vừa qua tổng cộng Nga bắn 83 cái quả tiễn Sẵn tiện Nguyên làm ở nhà, Nguyên lấy hình ảnh cho cô chú anh xem 83 cái họa tiễn Nga bắn Khi các quý vị nghe nói 83 cái họa tiễn thì các quý vị phải hình dung ra tiền Một cái họa tiễn trị giá từ 5 triệu đô la đến 10 triệu đô la một họa tiễn Tùy theo kích cỡ họa tiễn khác nhau Nga bắn tổng cộng hết là Nga bắn 83 cái họa tiễn May mắn thay cho Ukraine là hệ thống phòng không đã ngăn chặn được 33 cái và đây là cái bản đồ của Ukraine tất cả những chấm đỏ các quý vị thấy trên đây là những chấm đỏ mà ngày hôm nay Nga bắn vào Ukraine có thể nói là Nga bắn không chừa bất cứ một thành phố nào thủ đô thành phố Kyiv thành phố Lviv Nipro, Mikolai, Odessa nhiều lắm. Tổng cộng mà nguyên thống kê lại hết là Nga bắn gần tới 17 18 địa điểm. Có thể nó là một cái ngày mà người dân Ukraine ngày hôm nay ngày 10 Tây họ sống dưới cái sự ác mộng. Cái tiếng còi nó vang lên một cách khủng khiếp khắp nơi trên đất nước. Người dân Ukraine phải bắt đầu quay lại cái phía cạnh cũ của chú anh chị em ở trong những cái hầm mê thô cái bức tranh này mà cái hầm mê thô này lâu lắm rồi đó bây giờ người dân ukraine của chú anh chị em phải chui xuống hầm mê thô tiếp tục và nghe bắn ở đâu cái điều mà chúng ta đều biết là mình hỏi và nghe bắn ở đâu nghe bắn cái gì mà bắn ắn một cách dữ dội như vậy nghe nhắm vào của chú anh chị em về điện về nước cây cầu tất cả những hạ tầng của Nga, Nga bắn vào. Nga bắn vào một cách tàn bạo, vô nhân đạo. Những cái hành vi này thì Nga cho rằng không phải là khủng bố. Cái hành vi mà bắn vào thường dân, bắn vào cây cầu, bắn vào nhà điện, bắn nhà nhà máy lọc nước. Thí dụ những cái hành vi bắn vào nhà cao tốc. Thí dụ là như gì nè. Đó. Nhà dân ở bắn vào nhà cao tốc như thế. Thì đây không phải là không phải là khủng bố những hành vi này là cái hành vi tất nhiên Mà dĩ nhiên hành vi của Nghe làm là cái hành vi thiên kinh địa nghĩa Giết vào nhà dân Tiêu quỷ nhà dân Thì chuyện đó không phải là khủng bố các quý vị 8 tháng vừa qua Họ làm tương tự như vậy 8 tháng Họ làm tương tự như vậy Chỉ đợt này là họ bắn một cách dữ dội Một cách tàn bạo Khi họ bắn cái này thì Trong Nguyên nói là Nó có một cái sự vui và một cái sự buồn Cái buồn á là chúng ta đều thấy rõ được là cái sự đáp trả của Nga một cách tàn bạo khi Nga muốn lấy lại mặt mũi bởi vì Nga cho rằng là cái lằn ganh đỏ nó đã vượt qua mà Nga phải đáp trả để giữ lại và nói cho cả thế giới biết là chúng tôi nói được làm được đó là cái bản tin mà mình ta cảm giác là buồn cho người dân Ukraine ngày hôm nay phải bị sợ hãi với bơm đạn nhưng cái vui và chúng ta thấy rõ được là Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, thì Nga sẽ không tốn kém gần 500 triệu đô la để mà bắn. Ngày hôm nay Nga tốn kém chỉ có hòa tiễn thôi là 500 triệu. 83 cái hòa tiễn, 12 máy bay không người lái, kamikaze của Iran. 12 không, người, 17 xin lỗi, xin lỗi của chú anh, 17 máy bay không người lái của Iran. Và giờ trung nguyên chia sẻ cho cô chú anh chị em những hình ảnh khác để chúng ta nhìn thấy được cái sự tàn bạo à, và hiện bây giờ những học sinh như thế nào đời sống của nhiều người dân ukraine ra sao đây sau khi người dân ukraine sơ tán thì những trẻ em họ chui xuống hầm để mà họ vẫn tiếp tục học bài cô chú và anh chị em tiếp tục học bài à, và đây trung nguyên chia sẻ cô chú anh chị em một đoạn video của

Các vị có nghe lời phát biểu của Tổng thống Zelensky được không? Chắc là Nguyên nghĩ là ai cũng nghe được vì chúng ta nghe rõ chứ đúng không? Nhưng hiểu thì chúng ta không hiểu ờ, Nghe rõ thì chúng ta đều nghe rõ cả, nghe thì chúng ta nghe rõ à, Tại vì ông ta nói tiếng ưu Khanh Đây là cái hình ảnh mà chúng ta đều thấy rõ được là đây là một cái đoạn video video mà Tổng thống Zelensky ông ta xuống đường Xuống đường Cái bức tranh này nó làm chúng ta nhớ lại những ngày đầu cuộc chiến những ngày đầu cuộc chiến của chú vạn anh chị em chúng ta nhớ lại những đầu ngày đầu cuộc chiến thường những ngày đầu cuộc chiến với sự bơm đạn tấn công mỗi ngày ở tại vòng thủ đô thì tổng thống Zelensky ông ta hay xuống đường và ông ta làm những video này để gửi thông điệp cho người dân Ukraine và ngày hôm nay thì ông ta làm tương tự như vậy để ông ta nhắc nhở rằng là đất nước chúng ta vẫn còn có chiến tranh và lời nói của ông ta trong nguyên mạng phép phiên dịch sau đây tất nhiên là nguyên tóm tắt lại ông ta nói khá dài Lời nói của Tổng thống Zelensky trong nguyên mạng phép phiên dịch Đây là một cái ngày khó khăn cho đất nước chúng ta Một cái ngày mà chúng ta đã hứng chịu những bơm đạn Của Nga Cái hành vi của họ là làm cho chúng ta sợ hãi Họ đang muốn làm cho chúng ta sợ hãi khi chúng ta đạt được những thành quả thành công Trong cuộc chiến tranh ở tại những nhiều khu vực Miền Đông và miền Nam Và cái hành vi họ làm cho chúng ta sợ hãi Tôi nói một câu Trước khi kẻ địch đến chúng ta ở đây và khi kẻ địch lùi chúng ta vẫn ở đây đây là cái nội dung chung chung mà tổng thống Zelensky muốn gửi đến cho người dân Ukraine rằng chúng ta không nên sợ hãi với sự đe dọa và khủng bố của nga trong bài phát biểu của ông ta ông ta khẳng định là nga là kẻ khủng bố và đây mới là kẻ khủng bố sự khủng bố đây nó bắn tàn bạo và tức cả những nơi hạ tầng và cái mục tiêu của nó là tiêu hủy hạ tầng của Ukraine để làm tạo ra một cái hỗn loạn và sợ hãi. Nhưng tiếc thay của chú anh chị em cũng biết người dân Ukraine họ đã quá quen thuộc vì với cái sự tấn công của Nga rồi vì đây không phải là một ngày một bữa đây đã là bắt đầu đã 8 tháng rồi không phải là ngày lần đầu tiên nên là bây giờ kêu rằng là, là người Ukraine họ sợ bơm đạn của Nga chuyện đó không có đây là cái lời phát biểu mà cái bài phát biểu của tổng thống Zelensky nó được loan tả ra khắp nơi trên mạng xã hội. Cái này là như vậy. Sau khi cái trong cái hầm xa lửa thì bắt đầu người ta ở trong hầm thì người ta ca hát và cái hình ảnh này thì các quý vị sẽ thấy khắp nơi ở tại Ukraine của ngày hôm nay Vì tình hình nó là báo động trong cái giai đoạn là báo động đỏ Nên là tất cả những cái tỉnh thành lớn của Ukraine ngày hôm nay đều tương tự như vậy À, đều phải lo lắng với bơm đạn của Nga vì tổng cộng tất cả những tính thành đã đều bị bắn. Còn nói về con số ca tử vong thì hiện bây giờ nó chưa rõ của chú anh chị em. Theo một nguồn tin cho biết là tại thủ đô là 8 người đã tử vong, 40 mấy người bị thương. Nhiều thành phố khác, riêng biệt về thành phố Mikolai là bị tấn công tới gần tới một số lượng gần cả 10 cái quả tiễn ở Mikolai. Đặc biệt là thành phố Sumi là một cái thành phố đang bị tấn công bằng hơn 70 lần do pháo đài của Nga. Có thể nói là bữa nay là Nga trả thù dân tộc. Sự thất bại của Nga trên mặt trận chiến trường ở tại hai khu vực. Sự thất bại vì cây cầu đã bị, một là bị xe hơi nổ miền, hai là bị quả tiễn bắn. Nga đã dùng một cách tàn bạo để trả thù và đây là cái đáp trả của Putin và Putin cho rằng là cái hành vi là cái hành vi là hợp pháp ngày hôm nay thì hàng loạt nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã lên tiếng cả luôn tổng thống thổ nhĩ kỳ chúng ta không thèm nói những quốc gia khác giống như là Mỹ Anh Quốc Đức Pháp Italy Tây Ban Nha vân vân thì những cái quốc gia này thường là đối lập với Putin rồi thường là cái quan điểm chính trị và đã chống đối Putin trong những ngày vừa qua thì nguyên mạng phép không cần phải nêu lên vì nguyên nghĩ là ai cũng biết. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian vừa qua là một cái quốc gia giữ trung lập. Nhưng bây giờ họ không thể giữ trung lập nữa. Với cái hành vi mà họ cho là hành vi không thể chấp nhận được. Với cái sự tàn bạo của Putin. Khi ngày hôm nay thì các cô chú anh chị em cũng biết rất là nhiều trẻ em đã tử vong. Con số ca tử vong ngày hôm nay nguyên chưa nêu con số chính xác. Vì nhiều nơi còn vẫn là trong đống đổ nát. Cái căn nhà nó sập thì chúng ta đâu có biết là bao nhiêu người đã tử vong phải chờ thời gian dọn dẹp rồi môi xác lên thì chúng ta mới biết con số chính xác có thầy nói là đây là một cái ngày đẫm máu do sự tàn bạo trả thù của Nga dành cho đất nước Ukraine và cuộc chiến tranh nó đã nói cho người dân Ukraine biết rằng là dù bất cứ tỉnh thành nào vẫn không được an bình dù bất cứ một nơi nào cũng có thể bị bơm đạn của Nga tấn công vào và Nga đã bỏ chi ra cho nguyên nhắc lại khoảng tầm 500 triệu để làm hành vi khủng bố này. 500 triệu đô la trở lên. Đây là con số mà Nguyên cho là tối thiểu ít nhất 500 triệu. Để thực thi cái sự tấn công một cách tàn bạo. Mà Nga tấn công được bao nhiêu ngày như thế. Khi khẳng định cho cô chú anh chị em là cái kho đạn vũ khí của Nga đã cạn kiệt. Nga hiện bây giờ là đánh một kêu là kêu là đánh để lấy lại mặt mũi. Nếu cái lằn ganh đỏ của mình đã bị xâm phạm Mà mình không có đáp trả gì hết Thì không thể nào ăn nói với binh sĩ Không thể nào ăn nói với người dân Và cũng không thể nào gửi một thông điệp Cho Ukraine và phương Tây được Nên bắt buộc Nga phải dùng tất cả những cái gì Nga có để mà bắn Mà bắn được bao nhiêu ngày Cái điều đó Nguyên Ngày mai thì các quý vị sẽ thấy không còn bắn nữa Cái điều Nga muốn nói chúng ta biết là Nga đáp trả Nhưng mà cái điều tin vui mà Nguyên nói là Nga không dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân thì Nga sẽ hạ tiện lại 83 cái quả tiện. Vì con số quả tiện Nguyên nói là nó không có cái quả tiện hành trình cái nào cũng từ 5 triệu cho lên hết. 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 12 triệu. Tùy theo cái kích cỡ quả tiện lớn hay nhỏ. Nên là bây giờ Nga đã bắt đầu là tung cái chiêu này để lấy lại mặt mũi của mình. Để cho Nguyên coi có những cái hình ảnh nào nữa về cái vấn đề của liên quan đến chiến sự Ukraine Sau đó chúng ta sẽ đi qua những cái bản tin khác à, cho Nguyên chia sẻ cùng các quý vị Bữa nay cái cầu ở tại um, Kikif, Thủ đô cũng bị bắn sập à, Cái điều đó là chúng ta đều thấy rõ được ở đây Cái hình ảnh cái cầu để cho Nguyên đưa cái trên cái trang mạng Twitter Trang mạng Twitter để Nguyên lấy cái trang mạng Twitter Nguyên đưa lên cho các quý vị Đây cái cầu ở tại thủ đô nha đây là người ta quay cái này là cái do cái camera mà ta ở trên cầu của chú anh xem cái cầu mỗi cây cầu nó đều có những cái camera an ninh đó. camera an ninh đây là cái cầu ở tại thủ đô của đất nước Ukraine cái hành vi này thì không phải khủng bố cô chú anh chị em hành vi này là thiên kinh địa nghĩa cần phải làm còn đụng tới cái cầu Crimea là khủng bố trong cái cuộc chiến tranh này chúng tôi nói một câu nó là bất công cho người dân Ukraine khủng khiếp nó bất công cho người dân Ukraine khủng khiếp mà đó là Trung Nguyên nó là một cái sự việc mà phải lên án khủng khiếp vì cuộc chiến tranh này người dân Nga không ai thiệt mạng hết cuộc chiến tranh này Ukraine không thể bắn vào đất nước của Nga mà Nga thì không ngừng ngại gì bắn tất cả những nơi đất nước của Ukraine tất cả những nơi và Nguyên tin chắc là cái sự việc này nó sẽ không làm cho người dân Ukraine gục ngã và sợ hãi nhưng nó là ngược lại nó sẽ làm cho người dân Ukraine mạnh hơn và họ sẽ phản công càng dữ dội, dữ dội hơn nữa bây giờ trong khi cập nhật những bản tin sôi động khác cũng liên quan đến cái vấn đề này sau khi cái sự nga tấn công thì tổng thống Zelensky và tổng thống Macron đã có lời điện thoại có nghĩa là giữa Ukraine và Pháp đã có cuộc điện thoại khẩn cấp Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Pháp hãy nhanh ngay lập tức hỗ trợ vũ khí quân sự đặc biệt là hệ thống phòng không. Chúng tôi cần. Chúng tôi may mắn thay là họ bắn 83 cái quà tiễn chúng tôi ngăn chặn được phân nửa được 43 cái trong nguyên mạng phép lấy phân nửa 43 cái. Có nghĩa là 50% quà tiễn của Nga chúng tôi ngăn chặn được nhưng còn con số còn lại còn quá nhiều Năm chục Bốn mươi mấy Bốn chục Cái quà tiễn đã gớt vào trong lãnh thổ của chúng tôi Nó đã quá nhiều Chúng tôi mong kêu gọi đất nước Pháp Và nhiều quốc gia khác Hãy hỗ trợ hệ thống phòng không cho chúng tôi Tổng thống Pháp Ông ta lên án về cái hành vi tàn bạo của Nga đã bắn một cách bừa bãi phần lớn là gớt vào nhà dân đặc biệt là bắn vào hạ tầng cái nơi mà sản xuất điện, cái nơi mà lọc nước, cái nơi mà lọc nước và những cây cầu. Đó là những cái trọng tâm, ngoài ra thì nó gớt vào nhà thường dân. Thì Tổng thống Pháp ông ta lên án các hành vi tàn bạo này và ông ta quan ngại vô cùng với cái hành vi của Putin. Và ông ta nói rằng là đất nước Pháp sẽ hỗ trợ cho Ukraine và kêu gọi những liên minh và đồng minh. Sau khi cái cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Pháp và tổng thống Zelensky. Thì tổng thống Zelensky đã kêu gọi cái sự họp khẩn cấp của G7. Ông ta nói rằng là các quý vị đã thấy rồi đó, tình hình nó cực kỳ là căng thẳng. Và chúng tôi cần vũ khí, đặc biệt là chúng tôi cần những hệ thống phòng thủ, phòng thủ. Tôi biết trong cậy một quốc gia không được, chúng tôi cần sự đóng góp của nhiều quốc gia và chúng tôi cần sự hợp của G7 khẩn cấp và đây, là lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky để họp G7 của ngày hôm nay. Nguyên nghĩ là sẽ có buổi họp G7 khẩn cấp về cái tình trạng này. Vì bắt đầu cuộc chiến tranh nó bước qua một cái giai đoạn mà chúng ta đều thấy được là Putin đã bắt đầu không còn giữ bình tĩnh vì khi mặt mũi của Putin đã bị bôi nhọ và bây giờ Putin đang muốn gỡ gạt lại bằng những hành vi như thế này. Đây là lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay. Ngày hôm nay nhiều lắm. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine là ông tên là gì? Oksky Kovyskov. Ông này ông mới vừa lên tiếng rằng là cái hành vi của Nga bắn vào của ngày hôm nay là cái hành vi để gieo lên một cái hạt giống sợ hãi lại một thêm một lần nữa cho người dân Ukraine. Nhưng tôi khẳng định một câu họ sẽ thất bại. Họ sẽ không gieo cái hạt giống sợ hãi trong chúng tôi. Ngược lại họ sẽ gieo một cái sự đoàn kết và sự lớn mạnh của đất nước chúng tôi và chúng tôi sẽ được sự hỗ trợ nhiều hơn hệ thống phòng không và chúng tôi sẽ phản công mạnh mẽ hơn và thành công hơn nữa. Đây là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Uy Khanh. Ngày hôm nay có một vị phát biểu mà Nguyên cực kỳ là Nguyên đánh giá cao. Đó là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của đất nước Litva. Họ nói câu sau đây hãy nhìn ngày hôm nay đi hãy nhìn ngày hôm nay đi muốn ngăn chặn putin chỉ có một cách là gửi vũ khí cho ukraine chứ không phải dùng bằng lời nói muốn ngăn chặn putin phải dùng vũ lực trên mặt trận chiến trường chứ không dùng lời nói các ông dùng lời nói các ông đi ngoại giao các anh đi nói chuyện các ông đi năn nỉ các ông làm đủ thứ biện pháp nó không tác dụng gì cả cái biện pháp tác dụng nhất là các ông gửi vũ khí cho Ukraine, hãy cho Ukraine đánh thắng cuộc chiến tranh này, hãy dùng vũ khí, đừng nên dùng lời nói. Đây là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của đất nước Litva và chúng ta đều biết là cái đất nước Litva là một cái quốc gia sát cánh cùng Ukraine từ đầu mùa cuộc chiến tới giờ. Và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Litva tên là Raperus ở vị Lansk cỡ này nguyên phát âm những cái tiếng mà kêu là liên li, lai lai tiếng nga cỡ này quá chuẩn quá chuẩn luôn của chú anh chị <laughs> quá chuẩn thì đó là chúng ta nghe một cái lời phát biểu mà đối với nguyên cái quan điểm của nguyên tương tự giống như là bộ trưởng bộ ngoại giao của liên Phật. vì thực tế putin không nghe ai nói cả hiện bây giờ muốn đối phó với putin là phải đối phó trên mặt trận chiến trường mà đặc biệt hơn nữa là trong một cái giai đoạn mà ukraine đang thắng Ukraine đang thắng, Ukraine đang chiếm ưu thế đặc biệt là ở tại miền Nam mấy ngày hôm nay. Ở miền Nam kẹt sơn, Nga sắp sửa miền Bắc kẹt sơn, Nga sắp sửa thất thủ rồi. Chút nữa Nguyên cập nhật cái bản tin, Nga sắp sửa thất thủ ở tại mặt trận miền Nam rồi. Đặc biệt về là miền Bắc kẹt sơn, bên sông bên kia Nipro. Hiện bây giờ trong cái giai đoạn mà Ukraine đang chiếm ưu thế và họ Ukraine đang đạt được thành quả thì mấy ông NATO, mấy ông phải viện trợ vũ khí bây giờ phải viện trợ nhiều hơn nữa là mình phải thừa thắng xong lên của chú anh chị em và cái điều này thì có nhiều trong thời gian vừa qua thì có những người những cái quốc gia mà họ sợ là cuộc chiến tranh leo thang nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là bế tắc về vũ khí hạt nhân thì là cái vấn đề này nó sẽ làm cho rất là khó khăn nên có nhiều quốc gia họ e ngại và họ muốn tìm một cách đàm phán họ kêu gọi giữa tổng thống Zelensky và Putin nên đàm phán để giải quyết pháp hòa bình Thí dụ chúng ta thấy cái ý kiến của nhà tỷ phú Elamos, ý kiến của nhiều người khác lắm. Nhưng cái điều đó nó sẽ làm chậm trễ đi và nó sẽ làm mất đi cái cơ hội cho Ukraine lấy được chiến thắng, đặc biệt là khu vực miền Nam. Cái điều mà sự do dự của họ, đó là cái bệnh do dự của chú anh chị em, không có nhất khoát. Những cái người mà có bệnh do dự đó, ít có khi nào làm được chuyện lớn. Vì chúng ta có cơ hội mà thời gian mà chúng ta tính tới, tính lui, tính xuôi, tính ngược thì cái cơ hội nó vượt mất và đây là một cái cơ hội mà Ukraine đang ở trong một cái giai đoạn ưu thế Lực lượng quân đội của Nga đang tuột dốc Và không để cho Nga có một cơ hội chiến thắng bất cứ một cái mặt trận nào Vì khi quân đội của Nga mà lấy lại một hay hai thành phố lớn Thì cái sĩ khí quân đội của Nga sẽ tăng cao Và cái điều này nó tuyệt đối không thể cho chấp nhận được trong một cái bối cảnh như thế này Và cần vũ khí có phương Tây Nhưng dài quốc gia, người nó thí dụ nghe Dài quốc gia À, mấy ông Bulgari, mấy ông Thổ Nhĩ Kỳ, à, mấy ông Czech Rồi vài quốc gia bắt đầu có một cái suy nghĩ là Ui khanh vậy là đủ rồi Nên hãy nên thỏa thuận với Nga để tìm một biện pháp hòa bình Nhưng thực tế chúng ta đều biết thỏa thuận với Nga không có tác dụng Không có tác dụng Và đây là cái sự việc mà chúng ta nhiều thấy rõ của ngày hôm nay và bây giờ chúng mình cập nhật cái bản tin cũng là sự đàm thoại của hai nguyên thủ quốc gia đó là Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Thì cũng ngày hôm nay, cô chú và anh chị em, sau khi sự tấn công của Nga, hai nhà lãnh tụ đã có cuộc đàm thoại ngay lập tức vì tình hình chiến sự. Tổng thống Joe Biden đã nêu lên cái vấn đề là cuộc chiến tranh có thể leo thang và nó có thể dẫn đến một cái sự việc là NATO bắt buộc phải tham chiến vì nó có nhiều nguyên nhân và, và lý do và có thể dẫn đến cái sự việc mà nato phải bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh dưới nga trong những ngày kế tiếp và đặc biệt hơn nữa là nga đã đe dọa vũ khí hạt nhân và tình hình vũ khí hạt nhân trong một cái giai đoạn này càng ngày càng nguy hiểm nên là ông tổng thống joe biden và ông olaf đã nêu ngại và lên án là cái sự thiếu trách nhiệm thiếu trách nhiệm của Nga trong cái lãnh vực này. Nó làm dẫn đến cái sự leo thang không ngừng về vũ khí hạt nhân. Và đến khi đó, NATO phải có sự đáp trả tương đương với cái hành vi của Nga đã làm. Và cái điều này là cái điều mà hai nhà lãnh tụ, Hoa Kỳ và Đức, họ đã dùng một thời gian khá dài để mà nói chuyện về cái vấn đề này. Tất nhiên, báo chí nó sẽ không nêu lên chúng ta hết một cái mặt cái vấn đề họ nói chuyện nó điều chúng ta đến một cái bức tranh nào đó thôi một cái gấp gạnh nào đó thôi tất nhiên là cái sự đàm thoại giữa ông tổng thống hoa kỳ và ông tổng ông thủ tướng đức thì chúng ta không lấy không rõ được thông tin họ chỉ cứ nêu lên hai vấn đề thứ nhất là giữa nato trong tương lai có thể tham chiến thứ hai là vũ khí hạt nhân của nga thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là cái tình hình bắt đầu nó càng ngày nó càng căng nó càng căng giống như là dây đờn và nó căng mà Nguyên tin chắc là Nga chỉ bắn một ngày thôi Ngày mai sẽ không bắn nữa đâu Nga chỉ lấy lại mặt mũi thôi vì cái kho vũ khí của Nga đã cạn kiệt Nhưng cái hành vi của Nga nó sẽ làm cho cái sự phẫn nộ của phương Tây Thì cô chú anh chị em có thấy rõ được là cái sự việc mà chúng ta đã nhìn thấy rõ được là Hiện bây giờ cái tình trạng khẩn cấp của Ukraine nó đã dẫn đến một cái điều là Cả thế giới e ngại về vũ khí hạt nhân trong những ngày kế tiếp và bây giờ chúng mình cập nhật cái bản tin nội bộ bất hòa ở tại đất nước nga rồi nguyên sẽ cập nhật cái bản tin kế tiếp càng nóng bỏng hơn nữa lý do tại sao mà tổng thống hoa kỳ ông nói rằng trong tương lai nato có thể tham chiến các quý vị chuẩn bị tinh thần và tâm lý chuẩn bị đón nghe những bản tin sôi động và bây giờ cho nguyên đi vào cái bản tin sôi động đó là cái bản tin liên quan đến cái vấn đề mà NATO tại sao phải có thể tham chiến trong những ngày kế tiếp. Đó là bởi vì ngày hôm nay ông Tổng thống Belarus, ông Masayashenko, ông ta mới vừa công bố trên đại truyền hình quốc gia của ông ta sau đây. Vì Belarus là một cái quốc gia chúng ta đều biết nhưng nó thẳng một câu hơi khó nghe là cái quốc gia Limbo Putin. Limbo Putin. Ông xe sáng cầu là chuyên gia Limbo Mà ngày hôm nay thì cái bị chắc là ông ta bị sự áp lực của Nga Nên ông ta mới đưa ra một cái bản tin khá là nguy hiểm Ông ta nói rằng là ông ta cáo buộc rằng là Ukraine Chuẩn bị tấn công Belarus Chúng tôi cần phải phòng thủ Nên lý do đó chúng tôi sẽ liên minh với Nga Tạo ra một cái lực lượng quân đội chung Ông ta nói như thế đó Nguyên đã nói với cô chú anh chị em mà cái điều mà những cái quốc gia độc tài đó có một cái hay đó mà họ hay hơn những quốc gia khác đó là ăn ngược nói ngạo đổi trắng thành đen tuyệt vời luôn Ukraine người ta phải đang đánh như nghe đánh chưa xong nữa cuộc chiến tranh đang giao tranh đang muốn giải phóng miền nam đang tấn công miền đông gánh ở đâu mà xâm lược belarus nhưng mà cái điều đó nó cái sự vô lý càng nhiều chừng nào thì ông đó ông dám nói như thế Ông nói bây giờ là Ukraine sắp sửa tấn công Belarus rồi Bây giờ Ukraine sắp sửa là đưa binh tấn công Belarus rồi Nên là chúng tôi sẽ xác nhập một nhóm binh sĩ của chúng tôi Và lực lượng của Nga trung thành một nhóm Có nghĩa là ông muốn gửi binh cho Nga nó đại mẹ cho rồi đi Ông muốn viện trợ gửi binh cho Nga Bây giờ quân binh sĩ của Nga chết quá nhiều Binh sĩ của Nga chết gần 65.000 rồi Rồi hơn cả gần 200.000 bị thương Tổng cộng là hơn 267 chục ngàn đã bị không có thể tác chiến được. Nga đang thiếu binh sĩ thì gửi mẹ binh sĩ đi nói đi. Bây giờ đàn anh của tôi thiếu lực lượng binh sĩ. Tôi gửi binh sĩ cho đàn anh của chúng tôi để đàn anh chúng tôi chết binh nhiều quá rồi. Thì đàn anh chúng tôi cần binh sĩ thì không chịu. Ở ông Duyện một cái lý do là Ukraine sắp sửa tấn công vào Belarus vì bởi vì Ukraine sắp sửa tấn công nên chúng tôi phải có một cái lực lượng chung để phòng thủ quốc gia À cô chú và anh chị em Nên là ông cái đó là cái lý do Cái lý do mà muốn nói là những cái quốc gia độc tài Cái hay nhất là cái điều đó Họ họ có thể nói là họ biến một cái sự việc mà nó vô cớ Để mà họ lập đi một cái hành vi để họ chạy tội cho họ Họ chạy tội cho họ Bây giờ phía bên Ukraine phải làm cái gì? Hiện bây giờ giữa biên giới và Ukraine và Belarus Tất cả những cây cầu Ukraine đã cho nổ hết Ukraine bắt đầu sợ Trong những ngày kế tiếp Nga sẽ sử dụng biên giới Belarus Và với cái lực lượng của Belarus sẽ tấn công vào miền Bắc của Ukraine Nên hiện bây giờ chính phủ của Ukraine đã ban lệnh khẩn cấp Tiêu hủy hết tất cả những cây cầu giữa biên giới Ukraine và Belarus nếu có sự tấn công nó sẽ là một cái đà ngăn cản bởi vì cái vấn đề này nên là ông tổng thống hoa kỳ và dưới thủ tướng đức ông ta mới nói rằng trong tương lai chúng ta có thể bước vào cuộc chiến vì trong tương lai belarus có thể tham chiến thì sẽ có những cá nhân những quốc gia khác thí dụ là ba lan và nhiều quốc gia khác họ có thể tham chiến vào và đây là cái tình hình cực kỳ là căng thẳng cái điều này thì chúng ta đều biết là trong thời gian vừa qua belarus đã cho âm thầm cho căn cứ quân sự hỗ trợ vũ khí belarus đã hỗ trợ khí tài quân sự cho nga người ta tính đó là hàng triệu hàng triệu tấn rồi và bây giờ thì belarus đã không còn có thể nói là bây giờ muốn công khai ra là gửi binh sĩ cho nga mà cáo buộc rằng là do Ukraine sẽ tấn công trong những ngày kế tiếp. Cái điều này thì chúng ta biết là cái điều bản tin nó bất lợi cho Ukraine. Nhưng nó cũng nói chúng ta biết một điều là Nga đang thiếu nhân lực. Nga đã thất bại quá nhiều trên cuộc chiến. Hiện bây giờ con số của Nga là gần 65.000 cho nguyên mạng phép vì 63.000 mấy đó. Nó sẽ lên 65.000 lẻ lắm. Khi các quý vị thấy là 63.000, 65.000 gì đó con số ca tử vong thì chắc là phải nhân gấp 3 con số bị thương. Là gần 200.000 con số bị thương. Có nghĩa là tổng cộng mà Trung nguyên lấy một con số phỏng đoán là 250.000 binh sĩ không thể tác chiến. Và cái điều này là một sự tổn thất cực kỳ là lớn cho quân đội của Nga chưa bao giờ có trong lịch sử. Đặc biệt là sau cuộc chiến tranh ở tại địa nghị thế chiến và bây giờ nga phải cần lực lượng đông hơn để bảo vệ những cái khu vực mà mình mới vừa lấy được trong những tháng vừa qua và hiện bây giờ cô chú anh chị em cũng biết là nga chiêu mộ và nghe ép người ta đi lính rất là khó khăn và bây giờ người ta có thể nói là đào ngũ rất là nhiều hay là vào cuộc chiến đầu hàng hay là trốn ra khỏi nước ngoài và cái điều đó là chúng ta đều thấy rõ được bây giờ nga bắt buộc phải kêu đồng minh bây giờ không còn ai nữa không còn ai chơi với tôi nữa chỉ còn ông Belarus thôi Nên là bây giờ là cái bản tin là Belarus Gửi lực lượng cùng Nga tạo ra một cái lực lượng chung Là một cái bản tin cực kỳ là nguy hiểm trong những ngày kế tiếp Và lực lượng Belarus có xua binh đánh Ukraine hay không Thì chúng ta chưa rõ của chú anh chị em Chúng ta chưa rõ vì đây là cái bản tin mới đây là cái bản tin mới và cũng là một cái lý do mà phía bên Đức, Ba Lan họ sẽ chuẩn bị cho những ngày kế tiếp tình hình uh, càng ngày càng căng đối với nguyên nếu mà nguyên nói nghe ngày hôm nay gặp nguyên là nguyên ra lệnh bắn thêm cây cầu nữa vì cây cầu nó vẫn chạy được gặp nguyên là nguyên ra lệnh bắn cây cầu sập cây cầu ba khúc luôn bắn bây giờ sập cây cầu luôn bây giờ cái biên giới cây cầu bây giờ nó xếp hàng 15 20 cây số vì người dân ở đảo Crimea họ họ muốn rời đi Họ không còn ở được nữa vì họ biết rằng là trong tương lai đảo Crimea sẽ trở thành mục tiêu khi kẹt xuân bị thất thủ. Vì từ kẹt xuân với cái đảo Crimea là pháo khi mắc bắn được hết. Nên là hiện bây giờ ở tại đảo Crimea người dân trời của chú anh chị em họ ship hàng để rời khỏi cái đảo này. Những người sống lâu năm tại đảo cũng rời đi. Vì họ biết không rời đi là mai mốt không đi được nữa. Nên là bây giờ cái cầu mới vừa sửa lại một nhiều xe có thể đi được và hiện bây giờ họ phải đi một cách khẩn cấp tình hình càng ngày càng căng đến một cái giai đoạn càng ngày càng kịch liệt và bây giờ Trong nguyên cập nhật tình hình chiến sự ở tại vùng miền đông và vùng miền nam để cho các quý vị nắm rõ được là cái tình hình tuy rằng ukraine ngày hôm nay hứng chịu với bơm đạn cực kỳ là nhiều chúng ta đều biết thấy hết tất cả những tỉnh thành đó báo động tiếng còi vang lên khắp nơi nhưng mà phản công của Ukraine như thế nào? Hiện bây giờ miền Nam đặc biệt là thành phố Cạt Sơn sắp sửa thất thủ rồi ở miền Bắc. Ở miền Bắc Kẹt Sơn cái khu vực trước Nipro sắp sửa thất thủ rồi cô chú và anh chị em. Hiện bây giờ quân loại lực lượng đầu tiên nó lớn nó bự gì nè. Nguyên, cho Nguyên tiển hình nha. Đầu tiên nó bự cho Nguyên lấy cái tấm giấy cái máy này đây. Nó bự mới lớn như nè. Ở miền Bắc. Bây giờ Nguyên xé một tấm giấy cho các quý vị. Để cho các vị hình dung, bây giờ nó còn bây giờ thôi Ngày xưa nó nguyên bị lớn vậy nè Bây giờ nó còn bây giờ thôi Như vậy thì các vị dễ hình dung ra thêm Đó Đó Có nghĩa là cái lực lượng ở tại miền Bắc Kẹt Son Ờ à, Hiện bây giờ Ukraine đã bao vây hoàn toàn gần cái túi Tất nhiên quân đội Nga còn có đường lui Nhưng mà không bao lâu nữa cái túi này nó sẽ đóng lại Nó sẽ đóng nhỏ lại nữa mà đặc biệt hơn nữa là nghe không có đáp trả được cái gì hết Vì lực lượng nó bao vây vòng tròn Nó bao vây giống như cái chữ C vậy đó Còn nó pháo kích vào Nó pháo kích vào bằng hệ thống HIMARS mắt pháo đài Lực lượng quân đội của Nga không làm được cái gì luôn Và lực lượng quân đội của Nga phải thất thủ từ mặt trận 1 Miền Bắc Kẹt Sơn nếu theo cái tốc đà này 3 ngày nữa sẽ là thất thủ Nếu theo cái đường đi kiểu này mà nếu Nga không có một cái biện pháp nào hết nếu Nga không có một cách nào để mà viện trợ Cũng không cách nào hết thì 3 ngày nữa Kẹt Sơn, miền Bắc Kẹt Sơn đã kết thúc Ukraine sẽ lấy trọn vẹn Ở vùng miền Bắc Kẹt Sơn trước qua con sông hết Nếu cái tốc độ này 3 ngày nữa Tất nhiên Nguyên nói là cuộc chiến tranh chúng ta phỏng đoán chứ không ai nói chắc được Vì nó thay đổi không ngừng Nếu mà Ukraine, yếu mà Nga gửi 100.000 binh sĩ khí tài quân sự đến thì nó khác biệt cô chú anh chị em mình phải nói rõ cái điều đó nhưng hiện 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 tại bây giờ thì miền bắc kẹt sơn nga không còn cái gì nữa tất cả vũ khí phòng thủ của nga đã bị tiêu hủy ngày nào cũng bị pháo kích bắn vào và nga bây giờ giống như là con chuột ló đầu ra là chỉ đầu hàng thôi chứ không còn bắn nữa hiện bây giờ cái lực lượng phòng thủ của nga ở tại kẹt sơn nó không bắn nữa nó chỉ ló đầu để đầu hàng chứ không ló đầu thì ở trong hang cứ vậy thôi bây giờ nó không còn đường lựa chọn và bây giờ không bao lâu nữa với cái đà tiến công của tối ngày hôm qua sáng ngày hôm nay thì nguyên nghĩ là ba ngày nữa là chúng ta sẽ nghe cái tin vui nếu không có sự việc gì đặc biệt xảy ra thì chúng ta sẽ nghe tin vui là miền bắc kẹt sơn nguyên bờ biển sẽ được giải phóng hết cái điều đó là chúng ta thấy rõ được là cái sự phản công à, của Ukraine đạt được thành quả đặc biệt là ở miền Nam thì tất nhiên ông Nga khi ông thất thủ sợ ông sẽ nói một cái câu rất là dễ nghe thứ nhất là chúng tôi cố tình lui binh vì cái nơi này nó không phải là cái nơi trọng tâm mà quan trọng chúng tôi lui binh để giữ lại lực lượng cái chỗ quan trọng hơn thứ hai là bởi vì lực lượng của Khanh quá đông chúng tôi quá ít chúng tôi phải lui binh đây là hai cái lý do mà thế nào trong những ngày kế tiếp các quý vị sẽ nghe Các cô chú anh chị em cũng nói là Nguyên từng đã tâm tình và chia sẻ Cứ mỗi lần mà Nga thất bại thì Nga sẽ tấn công quả tiễn Thì lần nào giống như lần nấy Nên đợt này mà Nga tấn công quả tiễn nó cũng không có cái gì lạ Chỉ là con số hơi nhiều hơn Cái lần trước cái tàu Muska bị chìm thì Nga cũng tấn công tương tự như vậy cái lần thất bại khi tướng lãnh chỉ huy hàng đầu của Nga tử vong thì Nga cũng làm tương tự như vậy nên là cái vấn đề mà nga đáp trả và trả thù bằng quả tiễn khắp nơi trên tỉnh thành của ukraine nó không làm cho quân đội ukraine gục ngã đâu nó ngược lại nó làm cho cái sự hận thù và cái sự muốn lấy lại lãnh thổ để đuổi cái địch ra khỏi đất nước càng mạnh hơn nên là cái tối ngày hôm qua sáng ngày hôm nay lực lượng quân đội của ukraine đã đạt được rất là nhiều thành quả ở tại miền nam ở tại miền nam và cái này thì Nguyên nghĩ là không bao lâu nữa Nguyên, Nguyên nghĩ là 3 ngày Có thể là nhiều hơn mà Nguyên mong là 3 ngày Có thể dưới hơn 3 ngày thì càng tốt Vì sau đó thì sẽ khó hơn Sau đó thì Ukraine phải qua sông Qua sông thì khó hơn nhiều Sau đó thì Ukraine sẽ nhắm vào thủ đô Trung tâm thủ đô và pháo kích Mà khổ là thủ đô khó pháo kích lắm Bị thủ đô có dân Thủ đô có dân Cái điều mà Nguyên nói là các cô chú anh chị em Phải hình dung là Ukraine lấy lại đất nước Khó hơn Nga tấn công vì Nga là một cái quốc gia xâm lược Nga không cần bận tâm hạ tầng Có nghĩa là nền kinh tế của của đất nước đó Bắn vào nhà điện Bắn vào nhà ga Bắn vào tiệm búa Bắn vào nhà thường dân Nga có thể tấn công một cách bừa bãi và giết dân Bởi vì đây không phải là dân của Nga Đây không phải là tài sản của Nga Nên Nga có thể tấn công một cách dễ dàng Nhưng đối ngược lại với Ukraine Lấy lại lãnh thổ của mình khó khăn hơn Vì dân là dân của mình Bắn sai một cái là dân của mình chết bắn vào hạ tầng, bắn vào nhà ga, điện xe lửa cũng là của mình. Rồi bắn rồi phải xây dựng lại thì tốn kém rất là nhiều. Nên là cái sự phản công đặc biệt ở trong thành phố Kẹt Sơn sẽ làm sự phản công rất là lâu. Vì phải hạn chế sự tổn thất sinh mạng của người dân và sự tổn thất của những hạ tầng và không để bị mất. Nên là lấy lại miền Bắc Kẹt Sơn thì dễ. Sau đó rồi sẽ bị dặm chân một thời gian khá lâu chắc chắn là như thế nó sẽ giảm chân ít nhất là hai tầng nguyên theo cái 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 tập cái, 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 tầm nhìn của nguyên á, là sẽ bị giảm chân ở hai tầng sau khi giải phóng miền bắc cát Xuân. nhưng mà cô chú anh chị em cũng biết rằng là chúng ta được cái gì chúng ta lấy cái đó bây giờ lấy miền bắc trước đi rồi từ từ tính sau từ từ tính sau bây giờ đi từng bước một đi từng bước một ngày hôm nay một bản tin không biết là thật hay giả đó là cái vấn đề giữa tổng thống Putin với chỉ huy và tham mưu trưởng sắp sửa rạn nứt rồi sau khi ông Putin bổ nhiệm tướng lãnh chỉ huy mới ở cho khu vực kẹt sơn mà các ông này người ta cho rằng là một kẻ vô cùng khát máu tàn bạo và hối lộ ông này sẽ có cái mục mục tiêu lớn của ông ta là chỉ huy ở tại khu vực miền nam kẹt sơn thì bây giờ một bản tin chấn động cho biết rằng là, là Putin sắp sửa thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tham mưu. Tất nhiên, cái bản tin này chưa xác thực. Đây là bản tin rò rỉ và cho rằng cô chú và anh chị em, rò rỉ rằng Putin sẽ thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tướng lãnh Tham mưu trưởng. Vì cho rằng cái sự thất bại ở tại khu vực miền Nam và miền Đông là do sự lãnh đạo yếu kém của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tướng lãnh chỉ huy. Và cái điều đó Putin đang muốn đuổi hai người này đi. Cái điều đó chúng ta biết mà thực tế mà Putin mà đuổi hai người này là cái tin tốt. Tại vì cái tin này nó không xác định được. Đây là cái tin nội bộ rò rỉ thì không thể nào mình xác định về cái người đưa tin là người giống mặt. Nhưng nếu Putin cắt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng lãnh thăm môi trưởng, thì nói chúng ta biết là cái bộ máy chánh trị nội cốt của Putin nó đã tan rã và khi cái nội cốt Putin nó tan rã thế nào Putin cũng có cơ hội bị lật đổ thế nào Putin cũng có và nguyên mong rằng trong những ngày kế tiếp nguyên sẽ nhận cái bản tin là Putin cắt chức những người này nguyên đang chờ đợi cái ngày đó cái đợi là đặc biệt là bộ trưởng bộ quốc phòng và tướng lãnh thăm bộ trưởng hai ông này bị cắt chức thì cái điều đó nói chúng ta biết rằng cái bộ máy tránh trị nội cốt của Putin nó đã tan rã rồi nó không còn cái đoàn kết nữa và khi nó tan rã rồi thì Putin sẽ không bao giờ ngự trữ được lâu hết Putin sẽ không thể nào nắm quyền được lâu khi cái nội cốt của Putin đã tan rã Và mình chờ xem bởi vì cái tin này là cái tin mới vừa nóng mà cái tin mà kêu nó là cái tin giấu mặt đó mà Cái tin nó kêu là anonym đó, nó không xác định được Chừng nào nó công bố chính thức là ông đó bị cắt chức, ông đó bị thay thế Thì mình có xác định còn bây giờ là người ta loan cái tin trước, loan cái tin trước và bây giờ chúng tôi cập nhật sau cái sự tấn công của nga vào trong những thành phố của ukraine thì sắp sửa tới đây ukraine sẽ nhận được sự gói trợ cấp nhiều hơn nữa và cái gói trợ cấp sắp tới đây sẽ tất tất nhiên đó là cái gói trợ cấp bảo vệ à, không phận nói về bảo vệ không phận thì ngày hôm nay modiva đã lên tiếng là quả tiễn của nga đã bay trên bầu trời của modiva Tất nhiên là bắn vào Ukraine nhưng đã bay xâm phạm vào không phận của Moldova. Và cái hành vi này là cái hành vi đất nước Moldova không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta biết bây giờ Nga bắt đầu lớn sân và đã vi phạm vào nhiều đất nước khác. Và cái điều này nó sẽ dẫn đến cái sự phòng thủ chặt chẽ hơn của nhiều quốc gia lân cận ở tại quốc gia Ukraine. Tình hình càng căng của chú và anh chị em đi đến cái giai đoạn này thì mình không biết là ngày mai nó sẽ như thế nào nguyên cũng không biết là ngày mai ngày mốt cái cuộc chiến tranh này nó như thế nào khi cái sự thất bại của Putin nó càng ngày càng rõ à, và Putin nó càng ngày mình thấy là ông Putin nó càng ngày ông trở thành một cái người khủng bố ở à, càng ngày bởi vì ông muốn gỡ lại cái sự thất bại của mình nguyên có nói mà nếu nguyên là tướng lãnh Nguyên khẳng định với cô chú anh chị em nếu nguyên là tướng lãnh chỉ huy ở miền Nam thì ngày hôm nay nguyên sẽ ban lệnh tấn công cây cầu ba khúc bắn từ khúc khởi đầu bắn khúc giữa bắn khúc cuối ba khúc nguyên tiêu quỷ hết vì thời gian mà xây dựng ba cái khúc này phải mất cả tháng mà cái tháng này sẽ không thể nào tiếp tế và chuyển trợ cho miền nam được và cái tháng đó nguyên đủ thời gian để phản công ở miền nam và lấy lại trọn vẹn chứ không phải chỉ có miền bắc kẹt sơn trọn vẹn kẹt sơn ở khu vực miền nam trong vòng một tháng ngày nào cái cầu đó đường gây xe lửa đó vẫn còn chạy thì cái ngày đó ở miền nam vẫn được sự viện trợ và tiếp tế thì cuộc chiến tranh giao tranh ở khu vực miền Nam vô cùng khó khăn và bây giờ không còn gì do dự nữa họ đã trả thù dân tộc họ bắn 83 cái quả tiễn vào trong thành thành phố của mình bây giờ không có cái gì mà phải nhút nhát nữa đã chơi rồi thì phải chơi khô máu chứ bây giờ mà nhút nhát bây giờ sợ nghe đáp trả thì không thể nào làm được chuyện lớn đã lỡ bắn rồi cầu đã bị bắn rồi thì bắn cho nó sập luôn bắn cho nó tiêu quỷ luôn và nó không thể nào xây dựng lại được nữa Chỉ có cách đó Trước sau gì Nga cũng trả thù dân tộc Đã bắn 83 trái Vô bà tiễn cho mình rồi Mình ngăn chặn được 43 cái Còn 4, 40 cái nó gớt Dân của mình cũng đã chết rồi Tổn thương mình cũng đã có rồi Thì không có cái gì mà sợ hãi nữa Quốc sập cái cầu luôn Đối với Nguyên Nếu mà Nguyên là tướng lãnh chỉ huy Nguyên sẽ ra lệnh như thế Tất nhiên chúng ta phải thông qua ông tổng thống Vì tướng lãnh không quyết định được Tất cả còn nằm trong cái sự chỉ huy của tổng thống và quốc hội Thì cái điều mà nếu mà Nguyên làm được thì Nguyên sẽ làm như thế Vì nó là trước sau gì bây giờ dân tao cũng bị chết rồi Bây giờ gặp Nguyên hả Cho Nga bắn luôn, bây giờ hy sinh luôn Ông còn bao nhiêu quả tiễn Nguyên bảo đảm với các quý vị cái kho quả tiễn của Nga nó chống không à Đợt này bắn 80 trái là không còn bao nhiêu nữa Bắn dài ngày nữa là kho vũ khí của Nga cái cạn kiệt không còn cái quả tiễn nào hết trong thời gian rất là dài 4 tháng gần đây nga ít có bắn quả tiện lắm một hai cái ba bốn cái có vừa bữa bắn 8 cái là cao bữa nay bắn 83 cái cái kho quả tiễn đánh sạch cái kho quả tiễn của nga là nga không còn cái gì đạn gì để mà chơi hết lúc đó là xong cuộc chiến tranh này game over cho nga trừ khi nga sử dụng vũ khí hạt nhân còn cái điều đó là chúng ta thấy rõ được đó là mình coi coi cái cái suy nghĩ của nguyên có đúng hay không trong những ngày kế tiếp cây cầu này có bị tổn thương hay không nữa và cái cầu này có sẽ trở thành là cái tầm nhắm của quân đội Ukraine hay không Chúng mình cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay Cảm ơn tất cả các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin Trong cái bản tin thời sự nóng bỏng và tình hình chiến tranh càng ngày càng kịch liệt Nguyên sẽ gặp lại các cô chú anh chị em một bài bài các quý vị